sẽ trôi về đâu. Anh thầy bước vào, cả lớp đứng, 61 con người chào, không một tiếng nhúc nhích, sột soạt. Anh thầy đứng trước lớp, tay trái xách cặp, tay phải đưa lên, nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay áp vào má, tất nhiên là má phải, và khẽ nghiêng người sang phải, nhún một nhịp như điệu múa Em là bông hồng nhỏ của mấy bé mẫu giáo lớn. Chào các bạn, mời các bạn ngồi. 61 cặp mắt phóng đại lên hết cỡ, như nhìn người ngoài hành tinh mới đáp vào lớp. Ngạc nhiên, một vài tín hiệu phát ra, xúc xích, đẹp quá, men quá, nhưng mà xến. Và cười nghiêng ngả, mặc, anh thầy đặt nhẹ cặp lên bàn và hướng mắt xuống dưới lớp cười góp vui. Nụ cười nhẹ hều, nụ cười không trọng lượng. Các bạn biết tại sao mình phải nhún xuống và nghiêng qua một bên không? Các bạn hơi cúi người chào mình, nếu mình đứng thẳng thì khiếm nhã với các bạn. Mình cúi xuống thì hóa ra quá hạ mình, đành nghiêng sang một bên chào các bạn. Rồi, anh thầy vẫn nói, hai lòng bàn tay anh thầy bắt đầu xoa vào nhau và nắm lại. Chúng ta làm quen chứ nhỉ, có tiết mục gì làm quen không? Mình là Khang, Nguyễn Phước Khang, mọi người hay gọi tắt là NPK, một loại phân bón hóa học tổng hợp thân thiết với nhà nông. Lớp lại được trận cười ngần ngặt, mình sẽ chủ nhiệm hướng dẫn lớp các bạn. Chiếc chéo nhé, tên như đã nói, tuổi 25, ăn một mâm, nằm một mình, nặng tròn 60kg. Dài hơn Maradona một tí, 1m70, chấm hết. Bây giờ chúng ta nên làm gì nhỉ? Văn nghệ chút nhé, Trịnh nhé, Si nhỉ, Hạ Trắng, Diễm Xưa, hay Dấu Chân Địa Đàng? À không, cho đời chút ơn chứ. Đấy, hắn đã bắt đầu đời sinh viên vào một buổi sáng đầu thu trong veo như thế. Theo như giấy khám sức khỏe trước khi nhập trường, và căn cứ vào những lời nhận xét sau lưng của đám con gái thời phổ thông, hắn là chàng trai 18 tuổi, đáng mặt để nhìn trong thời buổi trai giả gái giả trai nhiều như rươi, mùa nước nổi này. Theo như học bạ, từ thời tiểu học tới trung học cơ sở, giờ trung học phổ thông, hắn luôn được xem là sao của trường về thành tích học tập. Nhưng hắn muốn nói là, tất cả những thành tích đấy không phải của hắn. Giấy khen này, bảng khen nọ, học sinh giỏi cấp lớn, học sinh giỏi cấp bé, đều không phải của hắn. Đấy là của bố mẹ hắn, của truyền thống gia đình hắn. Huỵch toẹt ra là hắn thấy mệt mỏi lắm rồi. Mệt mỏi vì phải đeo cái gông truyền thống gia đình, từ khi biết đeo ba lô vào lớp mẫu giáo học EA. Ngẫm lại hắn thấy từ bé tới giờ, hắn chưa bao giờ được sống cho mình, một giây một phút cũng không. Nhất cử nhất động của hắn là do bố mẹ lập trình, cứ thế mà ăn mà ngủ mà học theo. Hắn sống cho bố mẹ hắn thì đúng hơn, cố gắng và cố gắng, học, học và học, đúng hơn là học, học nữa, học mãi. Bố hắn hay day đi day lại câu nói bất hủ của Lenin, nói nhiều đến mức ông tưởng đấy là câu nói của chính ông. Và hắn sống cho không khí ấy cho tới ngày bước chân vào đại học, kể cả cái trường đại học này nữa. Đây đâu phải ngôi trường đại học dành cho hắn, hắn muốn trường y mà, vậy mà bố mẹ vo hắn lại, quăng vào trường sư phạm khi quyết nhúng bút ghi vào bộ hồ sơ đăng ký dự thi. Từ tuổi 18 về trước, hắn thấy mình như robot, cứ giám sát học và làm theo hướng dẫn mặc định của bố mẹ. Tới lúc này đây hắn mới thấy như hắn đã rơi vào thế thôi rồi lượm ơi. Hắn muốn bỏ hết những gì bố mẹ đã khoác lên người hắn, 18 tuổi hắn muốn được là một thằng người, theo nghĩa là chính hắn. Chủ nhật tuần đầu tiên mấy thằng trai trong lớp tụ tập, dĩ nhiên hắn với chức danh lớp trưởng đã đầu têu. Nhắc tới lớp trưởng, đoạn này phải mở ngoặc chút. Chắc anh thầy nhìn vào hồ sơ còn vương ánh hào quang của những tháng ngày phổ thông mà dựng nó lên, chào cho chức danh ấy. Hội con trai trong lớp xem ra phân bố khá đồng đều, nhìn dưới góc độ của những nhà địa lý. 4 Thanh Hóa, 2 Nghệ An, 2 Hà Tĩnh, 1 Quảng Trị, 2 Thừa Thiên Huế. Tổng cộng 11, vừa đủ đội bóng, không cần sự bị. Một tên nhận xét, so với nữ, tỷ lệ gần đạt 1 năm, 1 chống 5 mái, tương đương tỷ lệ được cái loài ngàn hoặc gần bằng loài dê. Hắn đế vào, cả bọn cười rũ rượi, hết e dè, hết lạ lẫm, hết để ý xem thằng này thế nào, thằng kia ra sao, cái mặt có chơi được không, có thể chơi được như bạn bè thời phổ thông không. Lớp 11 trai, thêm anh thầy chủ nhiệm nữa là 12. Anh thầy mới tốt nghiệp được vài năm, được giữ lại khoa làm công tác đoàn và trợ giảng. Anh thầy nói, phải có cái lớp ca chứ, hay ít nhất là bài 5K của lớp. Đúng rồi, bài gì cũng được, nhưng làm sao đừng là sao em nỡ vội lấy chồng, không rồi lại cứ lời ru buồn nghe mênh mang thì đáng lắm, hắn nói. Thế là anh thầy tập cho cả nhóm, dù tang 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 là tang tính tình, cuộc đời mình là chiếc thuyền nan, trôi trôi bồng bềnh, trôi đến phu văn lâu, gặp cô em có bầu, bầu thì bầu mà cứ bầu, tang 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 là tang tính tình, cuộc đời mình là chiếc thuyền nan, trôi trôi bồng bềnh, trôi đến cửa ngọ môn, gặp cô em mất hồn, hồn thì hồn mà hồn cứ hôn, tang 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 là tang tính tình. Hôm ấy nhiều tên, có cả hắn, lần đầu mới biết cái vị cay cay nồng nồng cừ rượu. Dù 3 năm phổ thông không lạ gì, học nát giấy, viết nát bút tên khoa học rượu Ethylic. Tê tê một hồi, cả hội quay lại chủ đề hố đen của vũ trụ là con gái.
con gái lớp mình được chứ, khúc nào ra khúc đấy. Ừ, nhìn chung là được, tao chấm em Thảo. Mẹ, thằng láu, nhanh mắt thế. Chuyện, thế nó không đập vào mắt mày à? Em Hà cũng sắc. Em gì nha mày, mày phải gọi nó bằng chị đấy, nó thi đại học năm thứ 3 rồi mày. Ngọc có khuôn mặt đẹp, nhưng em hơi xấu thì kết cấu vẫn ổn. Em chuyên trị áo đen tên gì? Oanh, à, Oanh, Oanh cũng hay, đẹp nhưng lạnh, nhìn như người âm phủ. Minh thì sao? Mình nhẹ nhàng, rất Huế, từng ấy làm mẹ và làm vợ ok. Cứ thế, lớp có 50 nàng, nhoang cái đã được đưa ra giải phẫu, thẩm định, căn kè từ từng chân tờ kệ tóc theo phương châm không cho chúng nó thoát. Mặc dù học phần giải phẫu người và động vật một chữ bẻ đôi chưa được học. Đang ngồi học thì hắn lôi điện thoại nhắn tin, gửi đồng loạt, cà phê đi, chán quá. Có vẻ như hắn chọc đúng cái tổ ngáp ngắn ngáp dài của cả bọn. Lũ lượt, tất nhiên là từng tên để không quá lộ liễu, kéo ra sông. Trong khi tại ông thầy dạy chán quá, cứ đều đều nhai lại kiến thức trong giáo trình, không thêm không bớt, giọng thì không lên không xuống. Ngồi nghe chả khác nào bị tra tấn, neuron thần kinh như được biện lại thành võng và ngủ trong đầu. Hình như ông thầy vẫn kiên nhẫn như vậy. Hơn 30 năm nay, năm nào cũng vậy, giáo trình của thầy đóng khung, đóng băng, không thêm không bớt gì nữa, dù cuộc sống khoa học công nghệ có vận động với tốc độ ánh sáng. Chán, thử dậy buồn ngủ quá. Mệt, uống đi, cà phê chảy hết rồi, kệ các ông, nếu đặt ít mày ngồi vào đấy thử xem có thế không, chứ lại không xoắn chân quay cuồng ấy mới lạ. Một cánh én nhỏ chẳng nằm lên mùa xuân, hồi lớp 7 tao đơn ca bài ấy nhất toàn trường đấy. Mùa thi, dẫu không thích học thì mùa thi vẫn đến, dẫu thầy cô có thế nào thì vẫn ra đề, vẫn chấm bài kiểm tra. Không thi thì chờ ngày thi lại không qua thì học lại, mà thi thật chứ không đùa. Thế nên mỗi năm sinh viên có 6 mùa, xuân hạ thu đông và 2 mùa thi. Thôi thì đủ kiểu, hở tí không ra là có sinh viên, lúc này giảng đường thư viện mới được làm tròn bổn phận, chức năng của nó. Nếu thường ngày vắng tanh như chùa Bà Đanh hay trầm ngâm như tu viện cổ thì giờ nhộn nhịp lên cơn sốt hẳn. Mở cửa 5-10 phút đã thấy nhung nhúc người với người, rồi phòng trống hành lang giảng đường, ký túc, hở chỗ là có người. 24/24, chưa hết, không đủ còn kéo ra cả công viên, đứng, ngồi, nằm, học trong mọi tư thế. Cứ như một xã hội học tập bờ phờ mờ mắt, bạc sâu, dài ria, rồi đâu cũng vào đấy, thì cuốn chiếu, được môn này lại lo ngày môn khác, ra khỏi phòng thi xem như không nhớ gì nữa. Nào ai cũng chừng đó, nhét một lúc quá tải liền, vậy là phải xả, xả và nạp, liên tục trong một tháng, neuron căng lên như dây đàn. Năm đầu còn biết sợ. Năm 2 thì những người như hắn đã đi guốc vào bụng các thầy cô, lo gì, quá hết, ít nhận cũng điểm 5. Khó là lúc chui vào, chui được rồi, kiểu gì cũng trôi tuột ra đầu kia, dẫu cho trào đảo, lắc đi lắc lại lộn tùng phèo trong ấy, đầu đầu chóng mặt rồi cũng ra. Mà học chi cho nhiều, hội mày học lắm, ra trường thất nghiệp đẩy ra đấy. Học phần giáo dục quốc phòng, đã là sinh viên thì anh nào muốn ra trường cũng phải có chứng chỉ giáo dục quốc phòng dắt lưng. Nghĩa là phải có ít nhất một tháng làm anh bộ đội. Ngày xưa thầy mặc quần đùi học trường làng thầy cô dạy, cháu yêu chứ bộ đội, nơi miền xa biên giới. Giờ được làm bộ đội như thật, một tháng rời xa thành phố xem như chuyến dã ngoại dài ngày, cả hội nhảy tưng tưng. Chiếc xe của trung tâm vừa đỗ xịch giữa sân, đã có tiếng còi rèn rẹt, mỗi lớp tập trung thành hai hàng dọc, nghe danh sách tiểu đội mình và về phòng đi nhận quân trang. Từ giờ phút này các anh các chị được xem như là chiến sĩ. Tất cả sinh hoạt theo điều lệnh, quân lệnh như sơn. Đấy là lời cuối cùng của anh thầy một gạch 4 sao trước khi tiết hồi còi giải tán đội ngũ. Mỗi người được nhận 2 bộ quần áo, một thắt lưng, một chiếu, một bộ chén đũa, tất cả lôi ra từ nhà kho, toàn mùi thuốc chống rán, mặc kệ, mặc như thường, hơi đầu giặt lại, xem như mùi quân sự. Khổ nỗi người rất nhiều kích cỡ mà quần áo chỉ có vài cỡ. Bình thường không nói, chỉ tội mấy tên thừa hoặc thiếu hóc môn sinh trưởng, dẫn đến cao hoặc lùn quá, hắn kéo hết quần áo tên này tới tên khác. Cậu không kiếm nổi 2 bộ gọi là chui vào được. Quần dài nhất cũng chật mắt cá chân, áo ních và ngực càng như chim cu cu. Khổ nhất là một nàng mini nhất trung tâm. Nàng cao 1m42, săn tới 1/3 ống quần vẫn thấy dài. Đi cứ như vịt bầu vào mùa đẻ, cười chảy nước mắt. Ở trung tâm giáo dục quốc phòng được vài ngày thì trời mưa. Mưa vẫn phải tập, phải học. Lý thuyết ở trong nhà không nói, thực hành ngoài trời mới khổ. Thôi thì đủ, tháo lắp súng, ngắm bắn, lăn lê, bò, trườn. Mưa cũng phải lăn, ướt cũng phải trườn. Đội hình chú ý, một hàng ngang tập hợp. Báo cáo anh thầy, ướt. Nghiêm, ở đây không có anh thầy, chỉ có trung đội trưởng. Giả sử tôi là địch, nấp ở gồ đất kia, chị sẽ tiến bằng cách nào? Báo cáo, nếu trung đội trưởng là địch, em sẽ tán địch. Không đùa. Hích hích, hí hí, mấy tiểu đội nữ cấu trí nhau cười nhí nhố. Chú ý, chuẩn bị trườn. Báo cáo, em chỉ còn bộ quần áo này, bộ kia chưa khô. Sẵn sàng, tiến. Báo cáo, dạ, em đang đau bụng con gái, cho em nghỉ ạ. Anh thầy đại úy trẻ măng mặt đỏ tía tai, lớp cười như ong vỡ tổ. Bò tới ngày thứ 3 thì chịu hết nổi, quần áo quá bẩn mà bộ đồ trước giả chưa khô. Mặc vào tiếp chắc người lên men.
Hắn có tối kiến, tranh thủ giờ ngủ trưa ra đây phơi trông đại bộ đồ gần khô của đứa nào đấy, biết ai là ai, xem như mượn tạm. Trưa ấy một tên trong tiểu đội loạn quạng ra phía sau trung tâm, thập thò lạc vào ma trận dây phơi đồ, quần phục, áo to áo nhỏ, áo cánh áo lá, quần lớn quần bé, nam nữ đủ cả, bày loạn xạ xì ngầu. Chọn mãi được một bộ đồ ướt chừng vừa sai, ôm về phòng hí hửng, giờ thì hết bẩn. Nó vừa nói lớn vừa kéo áo khỏi mắc áo, nhưng ôi thôi, phụ tùng con gái, áo nhỏ quần nhỏ treo phía trong rơi ra phòng lả tả, cả phòng la, chắc tháng này xui hết tháng. Rồi cuối đợt kiểm tra, tin giật gân, bắn đạn thật, đúng dịp lễ 30 tháng 4 nên trung tâm xin kinh phí cho khóa học được bắn đạn thật. Bình thường chỉ bắn súng điện tử, tiền đâu bắn đạn thật, mỗi người bắn 3 phát đạn AK. Cả khóa gần 500 sinh viên, bắn có mà cướp tiền à? Nhưng lần này dịp đặc biệt, xin được kinh phí, vậy là bắn. Hàng trăm sinh viên thành một hàng, hành quân gần 10 cây số mới tới trường bắn. Các nàng đi liêu siêu, tưởng là lả trên đường hành quân trong cái nắng lúc đầu giờ chiều. Nhưng đâu có chết, vào trường bắn mới chết. Đòm, 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 liên tục 5 người một lượt bắn. Có anh lại đòm đòm đòm, quên khóa nấc liên thanh, coi như rớt. Nhiều nàng yếu tim ngồi giả sang một góc không cười không nói. Rồi một hàng nữ tiểu thư nằm xuống run cầm cập. Anh thầy hướng dẫn bắn nhắc đi nhắc lại, bình tĩnh, từ từ nhìn đường ngắm, nín thở hãy kéo cò. Đòm, 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 hu hu, một nàng khóc ngon lành, bỏ súng đòi về. Hôm sau có tin lan khắp trung tâm, nàng sợ quá sún đái ra quần. Ôi, ai bảo bộ đội thời bình là sướng, hu hu. Một tháng học quốc phòng xong, về lại trường hay tin anh thầy chủ nhiệm chuẩn bị cưới. 11 thằng trai nhìn nhau ngơ ngác, 61 sinh viên trong lớp nhìn nhau ngá ngơ. Anh thầy đang học dở cao học mà, mới trợ giảng chứ mấy, còn phải phấn đấu nhiều. Anh thầy từng nói thế, thế mà cưới, chẳng hiểu sao mà lần. Cả nhà anh thầy có 10 anh em, anh thầy là con út nên được ưu tiên đi học. 9 anh chị em trước chỉ được học đủ biết đọc biết viết, tất cả dồn hết cho anh thầy. Anh thầy vào đại học rồi được giữ lại trường, cả nhà mở mày mở mặt. Có cố gắng cả đời cũng chả bù được hy sinh, công lao cả nhà dồn cho. Anh thầy từng nói thế, vậy mà đúng cái, chưa đầu vào đầu đã cưới. Giận mình xong thì thán phục, anh thầy quá giỏi, mới đấy mà dứt điểm nhanh thật. Cả lớp đinh ninh anh thầy cưới cô giảng viên trẻ, con gái thầy trưởng phòng đào tạo của trường. Chả là từ đầu năm anh thầy đã tiếp cận, tung chiêu, chuyện đang vào hồi kịch tính thì lớp đi quân sự. Giờ về thấy xong, sao ghi bàn nhanh thế? Hóa ra sự thật không phải thế. Anh thầy có ghi bàn, nhưng lại là một cú phản lưới nhà, hay cú sút không chính xác, nhầm cầu gôn. Mọi người tá hỏa, người sánh duyên với anh thầy là chị lạ mà quen. Người hàng xóm, cạnh phòng trọ anh thầy. Chị hơn anh thầy 5 tuổi, nghĩa là đã 30, là thợ may, mới về xóm trọ được gần năm. Xóm trọ ở vùng ngoại ô thành phố. Anh thầy ở xóm này từ hồi năm 2 đại học, ở và kết luôn gần 6 năm trời. Ở đấy có không gian yên tĩnh, xóm ít phòng, đa số người trọ là công nhân vệ sinh đường phố. Công việc lấy đêm làm ngày, thành ra buổi tối trước đây anh thầy như ông vua không ngai, một mình một xóm. Từ ngày chị và bé trai lên năm về xóm, không gian ấy mới bị phá vỡ đôi chút. Hắn và lỗ trai đã gặp chị nhiều lần khi tụ tập về phòng anh thầy. Trông chị khá nhanh nhẹn tháo vát và đường được, nấu ăn cũng đỉnh. Có hôm nhậu chuẩn bị đồ lu bu chị còn qua giúp. Chị vui vui khi xào rán dưới ánh lửa trông hồng hào càng xinh hơn. Cái đẹp của cô gái một con. Vì vậy chí hội hắn cũng không quan tâm chồng đâu, mà hai mẹ con ở một mình. Hai thằng con có bố chính thức được pháp luật công nhận không? Qua loa vậy thôi, cứ tưởng là hàng xóm, ai dè. Anh thầy kể hôm ấy nhậu hơi quá chén, về muộn, say, khát khô họng mà phòng lại hết nước. Qua phòng chị xin nước và tạch, thế là hết đời trai, hết những ước mơ dài, dân sinh học thật, làm công tác đoàn với các hoạt động xã hội thật, rất có kinh nghiệm về tuyên truyền và hướng dẫn kế hoạch hóa cho đồng bào các dân tộc bằng sử dụng dụng cụ bảo hộ, quả biết bao mùa tình nguyện thật, nhưng chưa bao giờ anh thầy thủ thứ ấy cho người, vì nghĩ đơn giản có bao giờ cần tới nó đâu. Vậy mà, thật là người tính không bằng trời tính, rồi chị nói dính bầu, bắt cưới, anh thầy ngớ người, từ chỗ từ chối dứt khoát tới van xin, chị một mực không chịu. Anh thầy không chịu, chị sẽ lên khoa, lên trường, chấm dứt ước mơ giảng viên, ước mơ thạc sĩ, tiến sĩ. Đám cưới anh thầy buồn hiu hắt, chỉ vài thầy cô trong khoa và sinh viên thân cận, hạn chế tối đa bạn bè như cưới chạy làng. Anh thầy chỉ cho mỗi mẹ biết, cả nhà, cả họ chưa ai hay. Mẹ vào, mặt buồn như đưa đám. Nếu bố anh thầy biết, khéo vác dao vòng anh ra, đành phải lựa lời nói sau. Hôm ấy chồng chú rể như người thực vật, một thân xác không hồn, còn cô dâu lại hở tí là cười, nụ cười của kẻ trúng số độc đắc, kẻ đào được vàng. Hắn thấy nửa buồn buồn, nửa giận giận, lại thấy thương thương. Hè năm ba hắn dẫn nàng về nhà, cả nhà giật mình, cả xóm ồn ào. Người yêu đẹp nhỉ, người thành phố có khác, thế mới là con gái chứ. Nhưng bố con bé làm gì, nhà mặt phố bố làm to không? To nhỏ cũng là nhà bố mẹ nó chứ nhà nó đâu.
Nhìn thằng Bang Tề với được con vợ bố chủ tịch, ra trường cái bố vợ nó lo nhà cửa công việc, lại ở ngay phố, nó chỉ làm mỗi việc ký vào tờ đăng ký kết hôn thôi. Nhưng con vợ thằng Bang xấu như ma, tuổi hơn chị nó, không biết sao thằng ấy cũng ăn nằm được, có nhà, có việc, có tiền là được tất. Khéo nó chỉ ăn chứ không nằm, cùng lắm là nhắm mắt làm nghĩa vụ, khắc quái nào chó chùi gầm trạng, có những cái gầm trạng như thế khối thằng muốn. Không biết bao nhiêu tiếng sới vô sới ra, xây cả sang dây muống, chuyện nọ sọ chuyện kia, nghe lộn mòng mòng, hắn cười, nàng cũng cười, nói làng hắn hay thật. Nhiều lúc hắn nghĩ chuyện hắn và nàng cũng buồn cười, hắn chưa bao giờ nói yêu, mọi sự đến tự nhiên như tự nhiên nó phải vậy. Có lúc hắn nghi ngờ có phải hắn đã có người yêu rồi không? Có phải mình đã yêu không? Tình yêu là vậy à? Sao không thấy giống phim, chẳng giống tiểu thuyết, cũng không như chuyện, báo chí họ nói, hay nghệ thuật là thứ chúa khuâng điệu mọi thứ. Hắn không tìm thấy mẫu tí tí nào gọi là tình yêu như sách vở, phim ảnh. Hắn quen nào hết sức ngẫu nhiên, trên chuyến xe khách ngột ngạt và bức bách, lần về hè năm 2, khi hắn ngồi xuống ghế thì gặp cảnh một cô gái bị bắt trẹt giá, tên thu tiền với thân hình hộ pháp. Mặt mày bặm trợn nhất định đòi số tiền gấp đôi so với cô gái trả giá từ trước khi lên xe. Sau hồi nói đi nói lại, cô gái không chịu, đòi xuống đi xe khác. Tên hộ pháp vẫn giữ khư khư ba lô cô gái và ấn cô ngồi nguyên tại chỗ. Trong khi cô gái sụt sùi khóc thì tên thu tiền dẫu miệng văng tục bắn tung tóe nước bọt. Điển tiết, hắn đứng dậy và đưa ức lòng bàn tay phải táng một lực đủ để vẹo quay hàm. Tên thu tiền vừa ngã xuống thì hai thằng phía sau lao lên. Khoảng cách giữa hai dãy ghế quá hẹp nên chỉ đủ để một tên lên trước. Hắn đu người theo thành ghế, chân trái tung ra trước chặn cánh tay phải đỡ thanh sắt trên đà giáng xuống, đồng thời chân phải tung một lực cực mạnh của ót chân vào ngực. Tên thứ hai ngã sóng xoài, hắn tiếp tục nhảy phốc lên thì tên thứ ba quăng dao nhảy xuống xe. Thì ra ba tên là có xe, chúng giả đò lên xe, đóng giả lơ xe, gặp khách sẽ chạy xuống đỡ hành lý. Sau đó chúng đòi tiền giá gấp đôi, gấp rưỡi, chúng trả lại tiền xe đúng giá cho nhà xe, phần dôi ra chúng lấy, nếu nhà xe chống chúng phá xe, hết đường làm ăn. Hồi năm nhất mới vào trường hắn đã quyết, học chỉ là chuyện nhỏ, đủ rồi, cầm chừng thôi, là hắn còn bị lời nói của mẹ trước khi lên đường nhập học níu lại. Dường như những bà mẹ luôn linh cảm được ý nghĩ của con cái mình, nếu không có những lời của mẹ, có lẽ hắn đã bỏ ngang xương, giữa trường mà đi bật mạng. Mẹ nói, chịu khó 4 năm nữa thôi, làm gì phải có cái bằng đã, ở thời nào không biết xã hội giờ nó vậy, mình sống trong nó mình phải chịu nó con ạ, cố gắng nhé. Hắn nghĩ tới cái dáng lam lũ quần quật của mẹ mà không bỏ, dù có thể sau 4 năm hắn không an phận chấp nhận mọi thứ dễ dàng như bố mẹ toan tính. Hắn không bỏ nhưng hắn tự ra mục tiêu 4 năm, học cầm chừng, biết chơi guitar thành thạo, lên hết đài môn phái đảo đó, cuối cùng là phải tán được một em, tất cả để bù lại 3 năm phổ thông ép sát, tu theo dòng khổ hạnh của bố mẹ. Việc đầu tiên là học đàn, ngày đầu tiên ông thầy bảo thử cầm guitar xem ra dáng không, sau hắn mới biết, ông thầy này nhận học viên mới bao giờ cũng yêu cầu học viên thử cầm đàn. Một cách tự nhiên và bằng cặp mắt của mình, ông phán ngay là người đó có học được không, học được tới cấp độ nào. Với hắn loay hoay ôm cây guitar một hồi, ông đẩy kết luận hắn cầm đàn mà như cầm súng, thế là thôi, hắn không buồn cố. Việc thứ hai học võ, hôm nhập môn, sư phụ nói chân hắn vòng kiềng thế kia luyện còn phải mệt. Được cái giờ chân còn có tay, nếu võ là môn chỉ tập bằng chân, chắc chắn hắn cũng sở tốt luôn cái kế hoạch cá nhân lại. Từ việc học võ mới dẫn tới quen nàng, đấy là lần đầu tiên hắn ra đòn, trừ những lần đấu tập với đồng môn. Chẳng một tiếng nói yêu, tối tối cuối tuần hắn chở nàng đi ngang đi dọc, bún hến, chè bắp cồn hến, bún thịt nướng kim long, ốc nam giao, bánh canh hàn thuyên, cà phê thảo nguyên, công viên thương bạc, cầu tre hồ tịnh tâm, hắn bên nàng, nàng bên hắn, nhẹ nhàng thế. Rồi tới năm 3 hắn nói, về nhà anh chơi nhé, nàng ư, cũng nhẹ nhàng như hơi thở. Dạo này đội bóng không người dự bị hay nhậu, chủ yếu là hắn kêu tụ tập, vì hắn kiếm được mồi. Một ngày đẹp trời hắn gặp ông anh thằng bạn chạy xe trái cây từ miền Nam ra, ngược lên cửa khẩu, thế là hắn xin đi theo. Lần đầu tính đi chơi, sau lên thấy hàng trên cửa khẩu được, mua nhiều thì không có tiền và cũng sợ bị tóm như dân buôn, nhưng ít thì vô tư. Mỗi lần hắn chỉ xách tay vài cái máy tính cũ mềm, thêm vài chiếc điện thoại, về phố bán lại cũng đủ tiền vung vít. Thường thường nửa tháng hắn nhảy theo xe một chuyến, êm du lại có đồng ra đồng vào. Lần này được dịp thực hành giải phẫu sinh lý động vật, mổ thỏ, thế là mồi xà láng. Cô giáo bảo mỗi tổ chỉ mổ một con, còn lại để hôm sau lớp khác thực hành. Chẳng biết vô tình hay cố ý, mà phần chắc là cố ý, mấy tên làm kiểu gì giết to hai em thỏ nữa. Thế là tất cả có 6 em, vừa nhậu vừa phá mồi cũng no. Chuyện trước chuyện sau lại quay về mấy nàng, tình hình chiến sĩ có vẻ căng, 11 tên, xem ra mỗi hắn là có tí mắm tí muối, còn lại gà què ăn quẩn cối xay cũng không xong. Tự bao biện là bụt chùa nhà không thiêng, nhưng đem chuông đi đánh xứ người cũng không được, kết quả vẫn cứ phòng không nhà trống, chạy nhông nhông chẳng có một bóng hồng ngồi sau xe. Tụi cả bọn giật mình khi một đứa nói hôm qua gặp thầy C, đưa em L đi chơi mãi bên gia hội. Thật không? Thầy C mới đi cấp cứu vì suy tim hồi qua mà, chính xác chứ?
Mắt tao 10 trên 10, không lẽ phải dùng thêm kính hiển vi hay kính lúp? Tốt mái hại chống thôi. Mà mày đã cùng phòng với L rồi đúng không? Mô có, đừng bậy bạ. Chứ lại không, có giai đoạn học cả ngày mày chuyên ăn và nghỉ trưa tại ở phòng L. Ừ thì ăn cùng ở lại, nhưng mỗi lần vậy nó sang phòng bên. Có Thánh mới kiểm chứng được, không thì mày cũng ngủ trên giường nó, đắp chăn của nó. Như vậy là nằm cùng giường và đắp cùng chăn với nó còn gì, còn thiếu mỗi nó. Cả bọn Tri, cả bọn cười hỉ hả và hát, hát để xả hơi rượu, hát cho thanh tỉnh. Lại, Thành Nội mùa này phố cũng như sông, nước lúc ngập mông, lời bài hát Hà Nội mùa vàng những cơn mưa được chế thành Thành Nội mùa lũ, hát não nề trong tiếng đàn guitar đứt dây với một màn hợp âm như tiếng dế ngoài Hiên Huế vào mùa mưa tơi tả. Cuối cùng rồi cũng hết, hết 4 năm làm anh FV sư phạm, hắn nhìn lại thấy mình chẳng mô phạm thêm được mấy. 11 thằng trai cộng thêm anh thầy làm cuộc chili màu đỏ. Đấy là buổi chiều công viên bên sông Hương lặng gió, tên người Huế về nhà xách lên con bạch tuộc gần 3 cân, nói xào với thơm dệt bia hơi phải biết. Ăn bạch tuộc rồi đây ra đời làm bạch tuộc với đời, vậy là 12 người với 6 xe làm cuộc diễu hành từ bờ Nam qua bờ Bắc. Vừa an tọa nơi công viên, một đứa có sáng kiến. Bỏ đồ đó, tắm cái đã, 4 năm chưa biết nước sông Hương thế nào. Thế là cả bọn đánh trần ào xuống, hả hê nhé, gột rửa hết nhé. Có gì bỏ lại sông, trả lại Huế nhé, mai về, mai xa nhé. Cả bọn làm náo loạn khúc sông cho tới khi mặt trời đỏ ối, phả hát lên phía thượng nguồn rồi chỉ nghỉ sau dãy núi xa mới lên bờ nhậu. Hôm ấy có lẽ là ngày xấu xấu với các cặp tình nhân. Công viên thường ngày cỡ 5 giờ chiều đã nhung nhúc từng cặp, càng về đêm mật độ càng cao, với đủ tư thế, ngồi trên xe, ngồi trên cỏ, ngồi trong nhau, nằm trên cỏ, rồi nằm trên nhau, với đủ tần số phát, rình rích, ư hự, e é. Nhưng hôm nay tiếng rồ đã át lịch tất cả, nhiều cặp ra rồi rút lui, có lẽ họ kéo vào chân Thành Nội, chồng ấy chắc đông lên đột biến. Nếu gặp đúng hôm giờ trái đất, tắt điện một giờ, tối om om, không biết điều gì sẽ xảy ra. Cái này cần một điều tra xã hội học cũng nên. Có lúc ấy 11 chàng và một anh thầy thi nhau tổng kết 4 năm, gần 100 lần thì hết học phần, sấp ngửa cũng qua hết. Thế mà tao lại thấy hình như mình ngu dần đi thì phải, ngu dần đều. Năm 1, năm 2 đi gia sư rất ok, năm 3, năm 4 thì chịu. Vừa rồi mấy đứa phải rủ nhau vào lớp luyện thi đại học ôn lại cách giải bài tập để ra đi dạy. Ngày xưa có bài nào không làm được đâu. Tớ không còn lưu chút sự kiện nào cả. Sinh viên khoa mình tỷ lệ tốt nghiệp cao nhất trường đấy, 20% giỏi, 75% khá, còn lại trung bình khá. Thì ra trường càng dễ xin công việc, dễ cạnh tranh với sinh viên các trường khác, sướng cụ tỷ con gì. Nhưng cóc thật, thôi dẹp, nói chuyện mình đi, anh thầy lên tiếng, tổng kết xem có ai có thể đưa được nàng nào về sinh không? 11 tên ngơ ngác nhìn nhau, nhìn trước, nhìn sau, nhìn ngang, nhìn dọc, trắng tay vẫn hoàn tay trắng, toàn những tên tán võ miệng, chẳng sờ mối được gì, có hắn còn túm được nàng, dẫn về quê hẳn hoi, nhưng cũng vậy, chia tay rồi, mới hôm qua, chẳng trách ai cả, tình yêu mà mổ xẻ được, mà đổ lỗi được, phải trái được, e không còn là tình yêu nữa. Chia tay nhẹ nhàng như khi đến, trước mặt cả hai còn mịt mù lắm, nàng không thể xa gia đình, nàng nói thế. Cái thế nó thế, không đành lòng bỏ lại bố mẹ già lầm lũi cả đời rồi. Chàng cũng là con một, nàng sẽ về quê kiếm một anh chồng nào đó, chỉ cần tử tế một chút rồi sống bên gia đình là được. Hắn thì chưa biết, chỉ biết cả hai đã có những tháng năm thật đẹp, vậy thôi. Đời vẫn trôi, ngày mai ra trường sẽ thế nào chưa mấy thằng biết. Có đứa đã có ông bà, bố mẹ giấm cho một chỗ, chỉ việc về đặt đít vào là xong. Có đứa sẽ lấp sấp sang bang, rồi lăn lộn, rồi sấp ngửa, như cái lở ấy, được thầy xe giới thiệu. Lúc đầu tưởng nó ở lại khoa, nhưng không được, nhưng rồi cuối cùng nó cũng vào được một trường cấp 3 ngon. Thầy xe phải lo để còn bảo toàn cái bụng lờ, đang lù lù nổi lên nữa chứ. Và anh thầy không biết sẽ trụ được với chị vợ bao lâu nữa. Riêng hắn, người viết cũng không biết là hắn sẽ đi đâu và làm gì, chỉ nghĩ rằng hắn sẽ không đứng trên bục giảng ở một ngôi trường nào đó. Hắn không an phận. Nhưng mà đi đâu thì chưa biết. Thôi, hẹn 5 năm hay 10 năm sẽ hội ngộ lại, chắc chắn sẽ khác. Khác thế nào chưa biết. Lúc ấy có lẽ người viết chuyện này sẽ viết tiếp. Còn lúc này đây, dường như đêm sông Hương đã chuẩn bị lăn vào giấc ngủ. Bài hát cuối cùng 11 chàng trai cất lên là bài hát đầu tiên anh thầy tập cho cả hội. Tang 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 là tang tính tình. Cuộc đời mình là chiếc thuyền nan, trôi trôi bồng bềnh. VTC Now.